Người nào mà có nhiều bí mật thì người đó là người rất nhiều khổ đau. Tại sao lại giữ trong tâm mình quá nhiều bí mật đến vậy? Thường thì con người chúng ta phải làm sai, phải cảm thấy ăn năn hay là hổ thẹn một điều gì đấy với lòng, nên chúng ta mới cất giấu bí mật ở trong tâm mình. Nhưng những bí mật đó lại làm cho tâm hồn chúng ta ngày một u uất, phiền não nặng nề. Sẽ có nhiều lúc ta rơi vào một trạng thái bất an, sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó bí mật sẽ bị bại lộ, sợ một ngày nào đó ai sẽ biết bí mật của ta rồi đi kể với người khác. Tâm đó thật là khổ đau. Đừng cất giấu bí mật nữa. Hãy đối diện với thực tế. Hãy đối diện những mặt sai trái. Khi chúng ta làm sai, chúng ta phải nhìn nhận rằng là một người quân tử đàng hoàng thì phải đối diện với những điều sai trái, dám kể ra, dám nói ra với mọi người. Sống trong thực tại, sống trong một trái tim, một lương tâm sáng suốt, minh bạch, rõ ràng, không che mờ, không lấp đậy một điều gì. Một người sống theo kiểu quân tử thì luôn hiên ngang tự hào mà sống, luôn tự hào với đời rằng đời ta sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu mà đi, tại sao phải lén lút mập mờ. Vậy nên khi bạn muốn cuộc đời bạn ngày một tốt đẹp hơn, trong sáng hơn, thì nhất định bạn đừng cất giấu bí mật trong tâm nữa. Hãy đối diện với thực tại, dám kể ra, dù cho bao nhiêu người biết, chúng ta vẫn cảm thấy mỉm cười vì chúng ta là người minh bạch, rõ ràng. Vì chúng ta là người dám đối đầu với sự thật, dám nhìn ra lỗi sai của mình. Như thế là chúng ta sẽ đi ra ánh sáng của chánh đạo, của một tình người đầy tình yêu thương. Hãy đối diện với sự thật và đừng cất giấu bí mật nữa. Nếu không, chúng ta sẽ sống và ra đi trong khổ đau đó.